xót xa em bé vùng cao hút vội hút vàng hộp sữa người lạ cho, vì bố mất, mẹ bỏ đi 2 tháng chưa về thăm em. Dân gian hay bảo nhau rằng, mất má lót nằm đường, ấy vậy mà cuộc đời lại khéo trêu người, để cho một đứa trẻ thơ chưa tròn 1 tuổi, đứng còn chưa vững, nói còn chưa được, chỉ mới vừa ngồi được chập chững ít lâu, đã phải mất đi cây cao bóng cả cuộc đời. Bố em mất, mẹ ngay sau đó cũng rời em mà đi biệt biệt hơn 2 tháng chẳng thấy trở về thăm. Mạnh Thường Quân đến thăm em, chỉ thấy con ngồi một góc trong đống bao ni lông trước cửa nhà. Quần áo lấm lem, mặt mũi thì lem luốc, chỉ còn lại đôi mắt trong ngần là chưa hề vấy bẩn. Mấy tháng trời em thèm lắm một giọt sữa mẹ, thấy hộp sữa nhỏ của người lạ mang đến, em đã không một chút chần chừ mà hút lấy hút để thỏa mãn phần nào nhu cầu bé nhỏ của một đứa trẻ thơ. Khát mà, khát sữa mà, nó bảo là khát sữa mà. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã cảm thấy không khỏi xúc động, trong đó những người mẹ đang phải nuôi con lại càng xót xa hơn. Có người thậm chí còn không kìm được nước mắt, một vài bình luận được mọi người để lại. Có con rồi nhìn cảnh tượng này, thật sự không thể nào cầm được nước mắt, đang nuôi con nhỏ mà gặp cảnh này tự nhiên thấy đau lòng quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.